và khiến cho an trụ tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, và khiến cho an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, và khiến cho an trụ quán sát thuận nghịch 12 duyên khởi, và khiến cho an trụ sáu ba la mật đa, và khiến cho an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, và khiến cho an trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, và khiến cho an trụ các bậc bồ tát, và khiến an trụ môn đà la ni, môn tàm ma địa, và khiến cho an trụ năm loại mắt, sáu phép thần thông, và khiến cho an trụ 10 lực như lai cho đến 18 pháp phật bất cộng, và khiến cho an trụ đại từ đại bi đại hỷ đại xả, và khiến cho an trụ pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, và khiến cho an trụ trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện khéo léo, thành tựu vô sắc vô kiến vô đối pháp vô lậu chân chánh và an trụ trong ấy. Nếu hữu tình nào tương ưng được quả dự lưu, thì Bồ Tát chỉ bày hướng dẫn, vui vẻ khuyến khích tán thán, phương tiện cứu vớt cho được quả dự lưu. Nói rộng cho đến nếu hữu tình nào tương ưng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì Bồ Tát chỉ bày hướng dẫn, vui vẻ khuyến khích tán thán, phương tiện cứu vớt cho được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy thiện hiện các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán sát hay không, mặc dù biết các pháp như mộng cho đến như thành tầm hương đều chẳng thật có, vô tánh là tánh, tự tướng đều không, nhưng vẫn an lập thiện phi thiện, hữu lậu vô lậu, thế gian xuất thế gian, hữu vì vô vì. Nói rộng cho đến quả dự lưu, pháp năng chứng được quả dự lưu. Như vậy cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật, pháp năng chứng được bồ đề của Phật đều không tạp loạn. Bấy giờ thiện hiện bèn thưa Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thật là hiếm có, quán sát rốt ráo không, vô tế không, an trụ nơi hài không ấy. Tuy biết các pháp như mộng cho đến như thành tầm hương đều chẳng thật có, vô tánh là tánh, tự tướng vốn không, nhưng vẫn an lập vô lượng pháp môn như thiện phi thiện, chẳng tạp lạc nhau. Phật bảo: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói.